mắt em là một chiếc bếp nguyên bản bác nhé. Vâng, một chiếc bếp thương hiệu Paloma. Vâng, chào mừng bác đã quay lại với YouTube của Hồng Thanh Nhật Bãi. Ngày hôm nay thì em lại gửi đến bác một mẫu bếp, đó là thương hiệu Paloma bác ạ. Trước hết là em sẽ quay thành vách để các bác theo dõi. Một chiếc bếp thương hiệu Paloma. Vâng, cái này rất là đẹp các bác nhé. Cái này là màu sữa các bác ạ. Bề mặt đường trên của bếp đây. Đây là ở trong nội thất, một chiếc bếp nguyên bản các bác nhé. Đây là nội thất của chiếc bếp này. Nó đang còn nguyên bản, chưa hề sơn xịt lại các bác ạ. Rất là đẹp này. Vuông thành sắc cạnh, vô cùng là đẹp luôn. Đó, các bác thấy đó. Ở trong cái bếp này thì nó rất là nhiều chức năng. Nó không giống như một chiếc bếp của Việt Nam mình. Dây điện, rất là nhiều chức năng các bác ạ. Dây điện này, rồi ống dẫn ga này. Họ làm rất là cẩn thận. Vâng, một chiếc bếp đang còn nguyên bản, rất là đẹp. Vâng, em đã quay thành vách cũng như là bề mặt đường trên ở trong để bác theo dõi rồi. Thì bây giờ sẽ lắp cái mặt của nó lên để em test ngọn lửa bác nhé. Bác chờ em trong giây lát ạ. Làm một tay cho nên là nó sẽ hơi khó. Rồi, đã xong rồi bác nhé. Bây giờ em sẽ test về chức năng cảm biến đáy nồi cũng như là ngọn lửa để bác có thể là theo dõi được cái dòng bếp này nó đẹp như thế nào bác nhé. Vâng, bác chờ em lắp cái kiềng vào nữa. Rất là đẹp, chiếc bếp ngày hôm nay nó còn nguyên bản và ở trong nội thất của nó thì đang còn rất là mới bác ạ. Đó, khi mà em bật lửa lên thì ngọn lửa lại càng xanh, vô cùng là xanh luôn, rất là đẹp luôn và to lửa các bác nhé. Bây giờ em sẽ đặt cái nồi lên để em test luôn về chức năng cảm biến đáy nồi. Vâng, ở đây thì nó có những cái chức năng ở đây thì đây là cái nốt để hầm xương các bác nhé. Đó, khi mà các bác hầm xương thì các bác có thể là chọn vào cái nốt này. Còn ở bên này thì nó là cái nốt tăng cái nhiệt độ 180 để các bác có thể là chiên rán hoặc là bác hầm xương cho nó được nhanh. Ở bên này thì có phím ấn 3S thì em đang test chức năng cảm biến cho nên là em sẽ không test về cái cảm biến 3S này. Và ở bên này thì em sẽ test về gió thổi tắt lửa luôn để các bác có thể là theo dõi. Vâng, sau khi mà gió thổi tắt lửa thì trong vòng 5 giây sau bếp mới khóa ga các bác nhé. Sau khi mà bếp khóa ga thì sẽ báo về cái dấu hiệu, lúc đó em sẽ test lửa luôn. Vâng, ở bên này thì nó cũng đã nhỏ lửa lại rồi các bác ạ. Cái dòng bếp này thì rất là ưu việt. Khi mà các bác đang nấu ở trên bếp thế này, chẳng may mà nước nó sôi trào trên bề mặt này xuống dưới bề mặt dưới thì nó sẽ tự động, hai cảm biến ở giữa nó sẽ tự động tắt lửa và khóa ga các bác nhé. Rất là an toàn luôn. Vâng, ở bên này đã báo về cái dấu hiệu là khóa ga rồi. Thì em sẽ test luôn để các bác nắm bắt được. Cái dòng bếp này nó rất là an toàn, vô cùng là an toàn, không hề bốc cháy các bác ạ. Vâng, ở bên này thì cảm biến của em cũng đã tắt lửa rồi các bác nhé. Sau khi cảm biến tắt lửa thì em cũng test luôn. Đó, ngọn lửa kề bên, một chiếc bếp đang nấu. Nếu là phải chiếc bếp của Việt Nam mình thì như thế này. Chẳng may mà tắt lửa như thế này thì các bác có thể là bật ngọn lửa kề bên là nó sẽ bốc cháy. Thế nhưng mà cái dòng bếp này thì các bác thấy đó, nó rất là an toàn, vô cùng là an toàn, bảo đảm. Bây giờ em sẽ test luôn về lò nướng. Ở trong lò nướng thì các bác thấy đó, rất là đẹp này, vô cùng là đẹp luôn. Toàn bộ là inox đang còn mới kinh keng các bác nhé. Đó, đang còn mới kinh keng luôn. Và đây là ở trong lò nướng các bác nhé. Đây là trong lò nướng này, rất là đẹp này. Ở đây nó có một cái cần để mình tránh trẻ em nó vào nó nghịch các bác nhé. Sau khi mà các bác bật là không được này. Khi mà đã khóa rồi thì các bác mở ra cho em. Các bác bật này, đó. Xem cái lò nướng ngọn lửa của nó rất là đẹp các bác ạ. Vô cùng là xanh luôn này và đều lửa. Cái này thì nó chỉ có một tầng lửa thôi các bác nhé. Đấy, rất là đẹp. Khi mà các bác nướng thức ăn vào đây, cái dòng bếp mà có một tầng lửa như thế này thì nó sẽ được ít thức ăn hơn. Đấy, chẳng hạn là cái hai tầng lửa các bác có thể là
nướng được hơn 1 cân tôm, hơn 1 cân cá. Thế nhưng mà cái dòng một tầng lưỡi như thế này thì các bác có thể là nướng được 1 cân tôm hoặc là 1 cân cá các bác nhé. Rất là tiện lợi. Ở trên thì các bác có thể là nấu và ở dưới thì các bác nướng thức ăn. Đó, một lúc mà các bác làm được 2-3 món thức ăn, nó không mất cái thời gian của mình. Đấy, nó không lãng phí cái thời gian mà các bác có thể là tiết kiệm được thời gian cho mình. Thì rất là tuyệt vời phải không các bác? Vâng. Và cái dòng bếp này thì nó lại vừa an toàn mà lại còn tiết kiệm ga cho gia đình nhà mình tới 30-40% lượng ga các bác ạ. Sau khi mà các bác sử dụng cái dòng bếp của Việt Nam 2 tháng là hết một bình ga, thì cái dòng bếp này các bác có thể là sử dụng lên 3 tháng đấy thì mới hết một bình ga các bác nhé. Đó là cái sự an toàn cao mà lại tiết kiệm ga cho gia đình nhà mình. Một năm các bác có thể là cộng lại là được số dư của cái dòng bếp này rất là nhiều các bác ạ. Vâng. Bếp này thì nó đánh lửa là bằng pin các bác nhé. Một đôi pin đại như thế này thì các bác mua ở đâu cũng được. Sau khi mà gần hết pin, trước đó 10 ngày là nó có một cái bóng nhấp nháy ở đây để nó báo về cái dấu hiệu là sắp hết pin rồi. Để các bác có thể là mua sẵn một đôi pin. Sau khi mà hết pin thì các bác thay vào các bác nhé. Và bây giờ thì em sẽ đưa ra giá thành để cho các bác lựa chọn cho gia đình nhà mình một chiếc bếp mà nó cái này thì đời lại cũng cao các bác nhé. Đời của cái dòng bếp này là đời 22 luôn. Cái này thì bên em đang bán với giá là 3.300.000 đồng. Đó, bác nào mà muốn sở hữu về cái dòng bếp này thì các bác có thể là liên hệ vào số điện thoại của em là 0336148716 các bác nhé. Và bên em thì sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời là bảo hành cho bác là 1 năm, hỗ trợ về kỹ thuật cho bác là chọn đời và tặng cho mỗi bếp là 1 đôi pin. Đó, bác nào mà muốn sở hữu về dòng bếp này thì các bác liên hệ vào số điện thoại của em. Vâng, đến đây thì em Thanh xin tạm dừng video. Bác nào mà đang xem kênh của em thì cũng mong ủng hộ cho em nút like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.